12 ngân hàng đã miễn phí giao dịch chuyển tiền nội mạng, 4 ngân hàng miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng, hàng loạt ngân hàng tung ra chiến lược miễn phí, cả phí rút tiền, chuyển tiền, thậm chí cả phí thường niên. Thấy gì từ cuộc đua miễn phí của các ngân hàng? Vâng, không rõ là chuyện gì đang xảy ra với các ngân hàng vậy. Vì như quý vị đã biết thì cách đây 2 năm, các ngân hàng đang đua nhau tăng phí giao dịch nhằm tăng doanh thu. Còn các con số trong clip vừa rồi thì lại cho thấy thế cờ có vẻ đã xoay chiều. Vì sao lại có sự đảo chiều như vậy? Phóng viên Hoa Trà, phóng viên chuyên theo dõi biến động của lĩnh vực ngân hàng sẽ giúp chúng ta có câu trả lời. Chị Hoa Trà này, phải chăng các ngân hàng đang chê phí? Vâng, xin kính chào quý vị, chị Minh Hằng. Chắc chắn là chê tiền thì các ngân hàng không bao giờ chê tiền đâu ạ. Nhưng đúng là ngày càng có nhiều ngân hàng miễn phí các giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng hơn. Và mục đích của các ngân hàng chính là để thu hút thêm lượng khách hàng và số dư tiền gửi không kỳ hạn. Số dư tiền gửi không kỳ hạn thì chính là khoản tiền mà quý vị thường để sẵn trong tài khoản thanh toán. Và việc miễn phí giao dịch thì không chỉ dừng lại ở các khách hàng cá nhân mà nhiều ngân hàng còn tiếp tục miễn phí thêm cho các doanh nghiệp. Thực hiện hàng trăm giao dịch mỗi tháng với số tiền trung bình từ 15 đến 20 tỷ đồng. Trước kia, doanh nghiệp phải mất cả chục triệu đồng tiền phí, mỗi lệnh phải trả cho ngân hàng khoản phí 0,02% tổng số tiền giao dịch. Nhưng nay được miễn hoàn toàn. Hàng ngày chúng tôi đều phải thanh toán các khoản cho các nhà cung cấp, cũng như là các khoản chuyển tiền ra nước ngoài. Thì với những cái khoản miễn phí của ngân hàng, có thể hàng tháng mang lại cái tiết kiệm cho doanh nghiệp của tôi số tiền lên đến có thể vài chục triệu một tháng. Do miễn phí, doanh nghiệp này đã chuyển hẳn tài khoản thanh toán chính sang ngân hàng mới để thuận tiện cho giao dịch. Trong tài khoản này luôn có sẵn vài chục triệu đồng. Với những ngân hàng đó thì chúng tôi bao giờ cũng tập trung các khoản thanh toán ở đấy, nó tới 80-90% và tập trung khoản ngân hàng thanh toán thuận tiện, giao dịch nhanh chóng thì chúng tôi cũng ưu tiên hơn. Chúng tôi thì thường số dư cũng tương đối nhiều, cao điểm thì cũng lên hàng vài tỷ, còn trung bình cũng vài trăm triệu. Mới thực hiện miễn phí giao dịch từ đầu năm nay, nhưng số lượng tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng này đã tăng 20% so với năm ngoái. Trong cái thời gian tới thì cái sự tăng trưởng đấy nó có thể đạt lên đến khoảng tầm 100-200%, nhưng nó còn thể hiện một cái điều quan trọng hơn, đấy là cái lượng giao dịch và cái sự thường xuyên giao dịch của những khách hàng đấy ở tại ngân hàng. Chúng tôi giữ nguyên cái mức phí mà chúng tôi áp dụng giữ trước tháng 9 năm 2016 thì tổng cái phí mà chúng tôi đã miễn khách hàng không phải trả lên đến 670 tỷ. Để được miễn phí giao dịch, một số ngân hàng thường có ràng buộc yêu cầu khách hàng cá nhân phải để ít nhất 1 triệu, khách hàng doanh nghiệp có 10 triệu trong tài khoản. Và khi mà chúng ta nhìn vào một bức tranh rộng hơn, có thể thấy là ngân hàng đi đầu trong xu hướng miễn phí này có thể kể tới là Techcombank. Miễn phí giúp cho lượng khách hàng đến với ngân hàng này đã tăng gấp 8 lần chỉ sau gần 3 năm và thu hút về một lượng tiền gửi không kỳ hạn khổng lồ tới 30.000 tỷ đồng. Đây là ngân hàng có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi khách hàng cao nhất hệ thống với con số là 28,9%. Tiếp theo thì ông lớn Vietcombank cũng chỉ xếp vị trí thứ 2 với 27,4%. Và sau đó là những cái tên như là MB, TP Bank hay ACB. Vâng, quả đúng là không có một bữa trưa nào miễn phí cả. Nhưng mà ở đây thì tôi đang thắc mắc là vậy các ngân hàng sẽ có lợi như thế nào với một số tiền gửi không kỳ hạn lớn đến như vậy? Bởi vì gửi không kỳ hạn thì tôi có thể rút ra tiêu bất kỳ lúc nào. Vâng, đúng là như vậy. Chị có thể lấy ra tiền tiêu bất cứ khi nào bởi vì đó là tiền của chị và ở trong tài khoản ngân hàng của chị. Nhưng mà khi tôi tiến hành trao đổi với các ngân hàng thương mại thì nhiều ngân hàng cho biết là khi mà họ có càng nhiều khách hàng để tiền trong tài khoản của mình thì sẽ đảm bảo được lượng tiền lưu thông trong ngân hàng với một khả năng thanh khoản tốt hơn. Còn khi chia sẻ thêm với các chuyên gia thì tôi được biết rằng hiện tại ngân hàng nhà nước đang siết chặt cái tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn của các ngân hàng thương mại. Con số này đã giảm từ 50% trong năm ngoái xuống 40% vào đầu năm nay và dự tính thì sẽ có thể tiếp tục giảm thêm xuống còn 30% trong vòng 2 năm tới. Và do đó thì các ngân hàng sẽ phải hút thêm số tiền gửi của kỳ hạn ngắn và chính cái tiền gửi không kỳ hạn thì lại được tính vào là vốn của kỳ hạn ngắn của các ngân hàng. Với kỳ hạn không kỳ hạn thì các ngân hàng chỉ phải trả mức lãi từ 0,1 cho tới 0,5% một năm. Còn nếu tối đa thì ngân hàng nhà nước cũng chỉ yêu cầu là phải trả lãi cho khách hàng ở mức là 1% một năm. Thậm chí thì hiện nay có một số ít ngân hàng còn không trả lãi cho những số dư mà chúng ta đang để trong ngân hàng. Trong khi nếu như mà ngân hàng phải huy động có kỳ hạn như là 1 tháng hoặc 3 tháng thì họ cũng sẽ phải trả mức nợ phí từ 4
đến 5% một năm. Rõ ràng là vốn không kỳ hạn thì rẻ hơn và luôn có sẵn trong ngân hàng, nên đây được coi là nguồn vốn đệm giúp tăng khả năng thanh khoản, đồng thời giảm bớt giá vốn bình quân cho các ngân hàng thương mại. Nói thêm như thế này để chúng ta có thể dễ hình dung hơn, ví dụ như một ngân hàng huy động được khoảng 100 đồng của nguồn vốn có kỳ hạn, họ sẽ phải trả mức lãi cho kỳ hạn khoảng 3 tháng là 5% đi, và nếu như họ lại huy động được thêm 100 đồng tiền không kỳ hạn thì chỉ phải trả lãi suất tối đa 1%. Nếu như chúng ta chia bình quân ra thì mức lãi mà ngân hàng chỉ phải trả là khoảng 3%. Chính cái việc giảm giá vốn này sẽ giúp cho các ngân hàng có thể gia tăng thêm biên lợi nhuận và có thể tính đến việc là giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp. Huy động vốn nó chỉ có 1%, đúng không? Nhưng mà chúng ta cho vay 6% thì biên nó được 5%, chưa trừ đi chi phí. Nhưng mà nếu như mà chúng ta huy động có kỳ hạn, thì bạn biết là huy động có kỳ hạn bây giờ, ví dụ như là kỳ hạn mà 4 tháng chẳng hạn, thì nhà nước quy định là khoảng độ 5,5%. Còn nếu như kỳ hạn 13 tháng thì rất nhiều ngân hàng bây giờ hoạt động là huy động đến 7-8%. Thì huy động 7-8% thì cho vay thì cái biên nó rất là mỏng hoặc là không có lãi. Chưa kể, với tệp khách hàng lớn, ngân hàng có thể bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác, mang tới nguồn thu mới cho ngân hàng. Riêng trong quý 2, doanh thu dịch vụ của ngân hàng này đã tăng gấp 3 lần. Có thêm nhiều cái dữ liệu thông tin từ khách hàng hơn để hiểu khách hàng hơn. Và khi mà số hóa và cung cấp cái sản phẩm và dịch vụ này ấy, thì cũng rút ngắn được cái thời gian và cái chi phí. Xây dựng được một cái cơ sở dữ liệu khách hàng rất là lớn. Và qua đó thì có thể là bán chéo những cái sản phẩm dịch vụ khác, ví dụ liên quan đến bảo hiểm, liên quan đến cái gọi là cho vay du học vân vân. Đa dạng hóa nguồn thu từ dịch vụ cũng là đích đến của nhiều ngân hàng nhằm giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Vâng, có người gọi vui việc miễn phí dịch vụ của các ngân hàng chính là chiến lược thả con săn sắt bắt con cá rô, như là một chiếc mồi câu để có thể thu hút khách hàng tới, và sau đó thì các ngân hàng sẽ khai thác được nhiều lợi thế hơn từ chính người khách hàng đó.